chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đội Bộ Tường Tám. Thì tôi trân trọng giới quý vị là bây giờ 5 giờ chiều ngày 17 tháng 10 năm 2019, và thì rất là hạnh được đón anh Điệp ở Đồng Lương, khách hàng lên để đặt những cái làm bộ trường kỷ. Và thì hôm nay là anh đã dẫn cơ sở đây, cơ sở sản xuất của chúng tôi đây, để anh đặt làm bộ ghế trường kỷ bằng gỗ lim, đúng không? Trường đại. Rất là chân thành cảm ơn anh Điệp nhé, vâng, đã tin tưởng đã đến cơ sở để đặt đồ gỗ. Và là được anh kê vào nhà thờ đúng không? Vâng. Thì là anh đã đặt một trường để tặng cho nhà thờ họ đấy. Chìa khóa được thì đây cái xe của anh đây, xe của anh Điệp. Đây tôi đang chở cái trường kỷ đi